Sau 3 tháng tiến hành duy tu và cải tạo, mới đây thì vườn hoa Diên Hồng Hà Nội, hay còn được gọi là vườn hoa Con Cóc, đã mở cửa trở lại đón khách dịp Tết. Với thiết kế độc đáo đưa thảm xanh ra sát mép đường, vườn hoa có tuổi đời 120 năm này vẫn được coi là một mô hình kiểu mẫu với lối thiết kế mang tính đương đại nhưng mà vẫn gìn giữ và phát huy được các giá trị di sản. Khoác lên mình chiếc áo mới với nhiều loại cây xanh như mang rừng, cây nhiệt đới và đô thị, sự trở lại của vườn hoa hơn 120 năm tuổi này đã mang lại cho người dân nhiều ấn tượng. Tôi thấy thiết kế của công viên này thì rất là độc đáo, sáng tạo. Ví dụ như là những dãy ghế đá và những thảm cỏ theo tầng. Và thiết kế ở đây thì rất là biết tận dụng không gian. Cái phong cảnh quang đãng này, cây trồng rất là đẹp. Đường đi vào vườn hoa thì là coi như là cả một cái đường này. Coi như trước kia là có cái vỉa hè để dân nó lấn chiếm. Bây giờ coi như là vỉa hè không có nữa mà người ta sáng tạo những cái ô hoa này trồng lên rất là đẹp. Thế tôi cảm tưởng, tôi là cảm tưởng thấy rất là đẹp và phù hợp với cả cái hoàn cảnh mỹ quan của thủ đô hôm nay. Theo các chuyên gia, việc cải tạo vườn hoa Diên Hồng với bố cục, cấu trúc mở như thế này đã giúp mở rộng tầm nhìn từ vườn hoa ra không gian xung quanh, kết nối các quần thể kiến trúc. Nó mở rộng ra toàn bộ cái ô đất này trở thành một công viên thống nhất, nhưng vẫn đảm bảo được các cái chức năng giao thông với các công trình kiến trúc với nhau, nó là một phần không tách rời. Đấy là về mặt thị giác và cảnh quan. Thế còn khi mà sử dụng thì rất là an toàn, thế và sang trọng, tất cả chi tiết được chăm chút và được suy tính một cách kỹ lưỡng, thấu đáo. Không chỉ vậy, vườn hoa với diện mạo mới này còn cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và tương lai. Vốn dĩ cái di sản kiến trúc thời cận đại Hà Nội rất là tinh tế, thì cái sự tinh tế này nó ở đầu thế kỷ 21 nó lại hòa nhập với bên cái kia, nó tạo thành một cái sự kế tiếp cái sự những giá trị của di sản và bước vào thời hiện đại. Khởi xướng này là khởi xướng rất tốt và một cái thực nghiệm rất là hợp lý và nên đánh giá cao. Theo các chuyên gia, mỗi vườn hoa dù nhỏ nhưng là bộ mặt đô thị, thể hiện lối sống văn hóa của người Hà Nội và có tác động đến sự thu hút du lịch. Vì vậy, những thay đổi như ở vườn hoa Diên Hồng là rất cần thiết và nên được nhân rộng.